Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong đâu là lại được phần 1, số lượng hồn thú 10 và năm cực kỳ đòi khắp thế giới. Thế nhưng với nạn săn trộm khỏi kiểm lâm rừng nhăn nhản, thì hồn thú 10 và năm không vì thế mà bị tuyệt chủng. Hồn thú 10 và năm khi sang đấu la lục 2, nó còn nhiều hơn gấp mấy lần so với phần 1. Ở lần bình luận này, anh em cùng mình xem về top 10 hồn thú thập đại hung thú mạnh nhất trong đấu la lục 2. Thứ nhất, con khỉ đầu chó địa ngục ma Long Vương Tử Cơ. Hồn thú này có tu vi sống được khoảng 2 vạn năm. Nó cũng có lãnh thổ riêng trong khu rừng của mình. Với trí thông minh của loài khỉ, nó có chỉ số IQ cực kỳ cao trong chiến đấu. Họ tên đầy đủ để các hồn thú khác phải khiếp sợ trước địa ngục ma Long Vương Tử Cơ, chính là sức mạnh đến từ cơ bắp cũng như não khỉ của mình. Thứ hai, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hồn thú Thái Thản Tuyết Ma Vương thuộc loài Vượn Tinh Tinh. Nó có số tuổi khoảng 30 vạn năm. Ở thời thường cổ băng thần, tộc vượn được sống di truyền mãi tít đến thời nay không bị tuyệt chủng. Số lượng của loài Thái Thản Tuyết được phân bố tại cực hàn chi địa. Thường thường loài này ở tuổi trưởng thành chỉ cao khoảng 10 mét trở lại. Nhưng đại ca làm trùng băng đảng băng vượn lại có thân hình cực kỳ đồ sộ. Thái Thản Tuyết Ma Vương cao tới 100 mét. Thứ ba, Xích Hạ Khế Xích Vương. Xích Hạ Khế Xích Vương thuộc loài sư tử và chó biên giang. Thường thì loài hồn thú sẽ có một đầu, nhưng con Xích Hạ Khế Xích Vương có ba đầu. Thân sư tử ba đầu chó, Xích Hạ Khế Xích Vương 26 vạn năm được thần thú Đế Thiên giao cho trách nhiệm đi bảo kê về đế hoàng thị Tam Nhãn Kim Nghê, nhưng nhiệm vụ của nó đã thất trách không thành công khi để Tam Nhãn Kim Nghê trở thành hồn hoàn cũng như hồn cốt cho Hoắc Vũ Hạo. Thứ tư, Băng Minh Đế Hoàng Hạt. Băng Minh Đế Hoàng Hạt sống ở vùng cực bắc chi địa. Con cầm đầu chính là một con bò cạp 39 vạn năm. Nó nhờ vào thiên mộng băng tầm rủ dê đã hiến tế dung hợp trở thành hồn hoàn cho Hoắc Vũ Hạo. Nhưng có điều làm hồn hoàn cho Hoắc Vũ Hạo, Băng Minh Đế Hoàng Hạt vẫn có thể suy nghĩ sống vĩnh viễn cùng với Hoắc Vũ Hạo khi Hoắc Vũ Hạo trở thành thần. Ngoài ra khi còn sống, Băng Minh Đế Hoàng Hạt là một trong ba hồn thú mạnh nhất của cực bắc chi địa. Thứ năm là Hùng Quân. Hùng Quân là một con hồn thú có hình dạng con gấu chó. Nó có tu vi 57 vạn năm. Với sức mạnh không phải dạng vừa tại rừng tinh đấu đại xâm lâm, mà dạng rộng ra. Hùng Quân là một con hồn thú cực kỳ say máu trong chiến đấu. Nó rất vậy mà muốn tìm các đối thủ để cân bằng thử sức. Tuy nhiên Hùng Quân ra ngoài đường hổ báo thế nào, thì gặp anh thần thú Đế Thiên cũng phải cầm nín. Thứ sáu là Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương chính là một cái cây thuộc hồn thú thực vật. Với tuổi đời sống trên 53 vạn năm hóa yêu của mình, thì hồn thú thực vật muốn phát triển cực kỳ khó khăn với loài động vật hồn thú. Do đạn cưa trộm cây cũng như phá rừng hàng năm, yêu nhắn thu là một loại thực vật có hệ tinh thần, nên trên người nó có rất nhiều mắt tượng trưng cho khả năng khống chế đối phương. Mặc dù Vạn Yêu Vương không có sức chiến đấu mạnh mẽ như các hồn thú động vật, nhưng có khả năng chơi bẩn cắn trộm đến tư độc của mình cực kỳ phải kinh sợ. Thứ bảy là Bicker. Bicker thuộc dòng Phỉ Thúy Thiên Nga, một con thiên nga có hệ hồn thú mang thiên hướng hỗ trợ trị thương. Số lượng của Phỉ Thúy Thiên Nga cực kỳ ít trong tự nhiên, do môi trường sống cực kỳ khắc nghiệt, dễ làm thức ăn cho hồn thú khác. Bicker trong quá trình phát triển của mình, may mắn cô được một con hồn thú vạn năm bảo kê, nên cô mới lớn đến tận bây giờ. Vì năm đó Bicker cứu một con hồn thú đang còn bé, mà mẹ con hồn thú thuộc vạn năm, nên nó đã báo ân tình bảo kê cho Bicker. Sau này Bicker đột phá lên tận 58 vạn năm, xếp hạng thứ tư trong thập đại hung thú. Nhờ có Bicker mà hồn thú bị thương được chữa trị mới có thể sống. Thứ 8 là Tuyết Đế. Tuyết Đế là bằng thiên tuyết nữ. Trong thời kỳ Tuyết Đế đột phá 70 vạn năm may không chết mất xác, nó đã hóa thành một cái thai, được kính hồng trần của Nhật Nguyệt Đế Quốc giam giữ để nghiên cứu. Sau này Tuyết Đế chấp nhận trở thành hồn hoàn cũng như hồn linh của Hoắc Vũ Hạo. Khi Nhật Nguyệt Học Viện lần đó bị Bản Thể Tông tấn công, Tuyết Đế được Hoắc Vũ Hạo hấp thu mang đi. Thứ 9 là Tà Nhãn Mạo Quân. Tà Nhãn Mạo Quân chúa tể có tu vi gần đột phá đến 80 vạn năm. Bản thể Tà Nhãn Mạo Quân thuộc hồn thú tà ác. Sức mạnh của nó giống hệt tên, chính là dùng mắt và đầu phát ra tinh thần lực. Nó sẽ dùng tinh thần mê hoặc lại người khác. Ban đầu loài hồn thú tà nhãn không có ở đấu la đại lục. Tuy nhiên vì Nhật Nguyệt đại lục va chạm với đấu la đại lục, nên mới có loài tà nhãn. Thứ 10 mạnh nhất là thần thú Đế Thiên. Thần thú Đế Thiên chỉ là một con rồng đen có tên gọi khác là Hắc Long Vương. Tính đến thời điểm hiện tại, thần thú Đế Thiên trên 80 vạn năm đang mạnh nhất đấu đại lục về hồn thú. Nó cực kỳ ít xuất hiện. Khi thần thú Đế Thiên ở trung tâm rừng tinh đấu đại xâm lâm để bảo kê cho Ngân Long Vương hồi phục sức mạnh. Cảm ơn anh em đã xem hết video lần này.